có họ, mà cuộc sống này mới trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn. Theo chương trình, xin mình mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị đón xem điều nhảy Olympic vô cùng sôi động. Chào em cô gái Lan Hồng, cho cô là tổ thiêu vũ thể dục thể thao, ngồi phụ nữ Minh Châu trình diễn. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng cảm xúc. Thank you.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý,